Tại sao thở dài? Đâu? Không phải ping 1 mà sao là... Linh thở dài để cho quán lo lắng? Ping là phải âm 100 luôn anh ạ, không phải 1 nữa rồi. Mình thấy mùi đau đít nè. Mùi gì đó không được thơm. Cường bay nhanh đấy nhờ, Cường có cánh các khác. Vãi cả bạn tôi. Cày thế nhờ, không có khẩu súng ngon ngon. Có Ly à? Có người mà. Hai trận ở dưới nghéo nhờ. Mình thấy có mấy thằng nè lẻ bay bay đằng sau mà đâu hết rồi. Đã sinh gái rồi còn hay tặng quà. Rồi xong. Các bạn đã xong bơi cứu mình cái. Bạn đèn lắm. Ôi có người gần. Ờ. Sao mình không bơi lên được ta? Không trồi lên được rồi, chết rồi. Ê từ từ thôi. Ôi không lên được, À rồi rồi rồi, sống rồi sống rồi. Chỗ nhà đằng kia. Enemies ahead. Ôi. Mọi người ơi, mình đang nhảy hip hop ở dưới nước bạn ạ. Trước mặt kìa. Ok. Bom. Có thằng chạy qua đường kìa. Knock 1. Cho mình đi đâu đây? Để như này có người nha bạn. Enemies ahead. Chết rồi. Rồi còn bot. Không trồi lên nữa. Chết rồi. Thằng bên nhà mình knock rồi. À, 3x này, dưới 3x này. Đây đây đây, đây. Phải như thế này. I got supplies. Mất máu chết. Phải giữ mọi người. Ở đâu ấy nhở? Trời ơi. Mất rồi. Trời ơi, Lộc ơi là Lộc. Một tên duy nhất, tại sát bờ đê. Ôi. Bay vào đây, trời điệu. An toàn. Mình vẫn trả được đam, nó cũng bắt được nửa cây đấy. Tôi ra đến bờ sông nữa mọi người ơi. Nha, cảm ơn em nhiều. Ui, nó leo như người nhện đấy bạn ơi. Ây, xì. Trong khi các bạn tôi đang combat thì tôi đang ngồi làm này cay thật sự. Nó nhảy ra sau nhà này. Enemies ahead. Ok. Ê, thế cái thằng mình nó có cứu được rồi nhá. À đây à. Bé gặp tâm lạc. Đi, lên xe mình dí qua cho chắc ăn. Rồi, máy giật này, máy bắt đầu lại giật rồi. Nhìn chỗ này 2 team hay sao nhỉ? Luôn. Trước mặt này, hai team thật. Máy giật quá. Tụt FPS rồi. Mất chết rồi. Ôi, đứng lên đó, bom này. Một thằng. Lên luôn. Mình hiu máu. Bạn đốc thằng xa đúng không? Thằng nhà Doraemon đúng không? Ừ. Đấy. Ôi, nó ở ngoài này. Đứng lên lâu là nó ốp bao đấy bạn, đi luôn đi. Ok. Retreat. Thế thì mình công thẳng vòng hẳn đằng sau kia. Ừ, thì mình biết, đấy không, mình biết mà. Để công vào cái nhà Doraemon. Đứng lên lâu nó ốp bao một toàn. Yeah, nó vẫn chưa cứu. Để chịu, để công vào nhà này luôn đi. Vai nổi thật. Cái định mệnh. Máu mình yếu nha. Bạn canh hộ cái thằng gần này, thằng xa cái kẹo đi. Sao lại có thằng ở trên đấy nhá? Chắc thằng bạn nó luôn đấy, nó vòng đấy. Mẹ lại có xe nào vào đây? Trùng hợp thế. Ôi, nguyên một xe 4 luôn bạn ơi. Hết đạn rồi, của mày thế. Hai. Mình đang thay đạn này, mình đang hồi máu ấy. Ok. Có thằng trên nóc bạn gạt chưa nhỉ? Không biết, thằng trên nóc mình chưa lên đến đấy. Lại xe nữa. Ui. Không sao.
Rainbow này còn có 20 thằng mà nó cứ tụ hết vào đây, không hiểu kiểu gì. Hình như có một team đang lại cho bạn đấy, là mình vừa thấy một xe chạy qua đầu mình sao? Vãi nồi. Bạn đã lên được chưa con? Đồ đã. Vẫn đang còn bơi bạn ạ. Ủa, đúng nhất tầm này. À, bạn phải đợi cho cái đền nó hết đấy. Tầm 30 giây nữa là bạn sẽ ngoi lên được đấy. Ui. Bom kìa, đứng tách nhau nhá. Nó lại kéo mình quay lại. Không thấy thằng ngoài đâu hả? Thằng ngoài chết luôn, ơ hai team khác nhau à? Ô định mà, thằng thế ngoài là... bạn giết rồi đúng không? Thằng bom, ơ thằng mình vừa quăng bom nó chết lại, còn thằng ở chỗ nhà đô Rainbow này trên nóc này. Enemies ahead. Nhìn thấy nó à? Ơ nó mình bạn... vẫn nhìn thấy tầng 2 này, mình vẫn, vẫn nhìn thấy tầng 2 ừ. Siêu vỏ miếu, nó một đầu một người không chết kìa. Nhưng mà mình sợ hai thằng nữa. Trời đi. Hạnh à? Hạnh với chúng tôi này. Mó mày lên làm thịt gái luôn. Gái à? Bạn ốp nhiều nhiều nét không đấy? Một hết rồi, lên đi. Hạnh này má này. Gái với chúng tôi à? Gái cũng giết. Hạnh giết què à? Giết luôn, làm thịt luôn. Mấy người, thịt mấy luôn. Mấy bạn đây. Gì? Mình trời đến rồi, các bạn lên cứu mình với. Vậy nổi trường học có bạn ơi, trường học có bạn này. Ok. Ờ, bạn mấy trường học. Kìa, khu học muộn kìa, chạy qua đường. Học muộn đúng không? Ừ, chạy từ bên trái sang bên phải. Để chạy sang bên chỗ mình thì đúng không? Không, chạy sang bên kia, chạy từ bên này sang bên kia. Ok. Một thằng. Ai à, đủ. Trường học có ốp. Kìa, trong nhà bên phải. Enemies ahead. Nóc nhà này cũng có nữa này. Hay mình chơi cái nóc nhà này đi, hợp lý hơn đấy. Kìa, trong nhà kìa, tầng 1 này. Chơi luôn này. Nóc rồi. Các thằng gần mình sao rồi? Thằng mình gần rồi. Mình gót nóc à? Yo, đẩy đi, hình như còn một thôi, Bạn ơi. Ấu vậy. Nó chạy lên tầng rồi. Ok bạn lên đi, tôi lên nhìn sau lưng bạn. Đấy nhanh nhá, để thằng ốp bên trường học cho nó công qua nha. Cứu xong rồi. Ok bạn. Đợi mình này. Rồi, chơi đi bạn. Bạn đã ốp bom à? Ừ, ốp bom ra ban công. Vãi cả nồi ạ. Ok, ngay đây chịu rồi. À, kê quả không? Có một thằng nữa thôi Cường ơi. Trên nóc nhà này luôn. Ui định mấy thằng ốp trường học. Trên đầu mình ý, trên đầu nó ở trên, nó ở trên. Cứu đi mình đây. Canh thôi, ở thế canh thôi. Đù. Mình tưởng hai thằng ở trên luôn đấy nhờ, một thằng nó đã kê chỗ này rồi. Mình cũng nghĩ là hai thằng trên. Có xe cáp vô bạn ơi. Kệ nó. Ơ, không chơi à. Chơi đi bạn ơi. Trời ơi, bốn đầu kìa. Mình phải là vào đây mình lấy cái giáp mới được. Thề, tự dưng mình xuống mình bơi lại được hơn 100 view bạn ạ. Mấy bạn qua xem quá trời mình bơi luôn. Vãi nồi. Vào xem giải bơi mở rộng. Ui, smoke kìa. Có người luôn. Thằng kia nó đang nằm đấy. Nó nốc rồi. Okay. Mấy thằng này có bậc ca mình thì không có giáp chứ. Ơ. Sao bà bé vô đó? Không. Ô nhà luôn. Đấy cái cưng. Trời nó yếu, thằng bên ngoài yếu. Tầng 2. Đừng cứu mình. Để nó nhảy bên ngoài này. Enemies ahead. Nó đang trên tầng 2 bạn ơi, nó đang cỡ canh tầng 2, mình thấy nó luôn. Nó bò lên rồi.
có bom nha. Bà có ngoài, bà ném ngoài mình nhắm trong này. Rồi có lia rồi đấy. Ờ nó một gần một, bọn nó còn một nữa. Ném ném ném. Thằng cú chấp bé, thằng cú bé kìa. Rồi ok. Lia. Hay quá. Trời ơi mẹ. Mình thề, mình không có giáp, mình còn máu là 1/2/3. Bắn còn giáp là ăn thằng cái thằng kia rồi. Thằng cuối đúng không? Đây là cái thằng nhảy ra đúng không? Ừ, thì tôi bảo là tôi không có giáp nên tôi nhờ bạn cover và bạn chạy vòng kia. May mà nó không ngã. Mình leo bờ tường vô. Mày. Bạn ơi, chiếm đây luôn, đừng giữa mặt đi, lên xe đi luôn. Let's go. Hai tình huống cơ. Đi. Ui nó. Chết luôn rồi, chết luôn. Đi. Có một team khác ở trong nhà đang bắn chết team đó rồi. Ui, bốn thằng trong nhà kìa. Đừng dừng đây. Ui. Bắn lộn ơi. May mà nó nhảy vô chứ không phải nó bắn tới mình nhé. Rồi con xe. Vậy là còn team 4 hay sao bạn ạ? Team 3. Hay quá bạn ơi. Ta phải sống tôi. Uầy. Wow. Được nha. Mình cảm giác bọn mình cảm giác bọn này nốc mình là nó đẩy lên đấy. Ok bạn ơi. Bò này dễ vào nhà lắm bạn. Bò này dễ vào nhà. Mình cũng nghĩ vậy. Bây giờ bạn đứng gần đi, bây giờ mình nốc lại một phát là mình đẩy luôn. Bò vào nhà rồi. Hay không mình như thế này này, cứ ơi. Mình bây bò giờ... vào cái xe. Không, đây mình sẽ chơi theo kiểu như này này. Mình sẽ giải sớm bốc. Mình giải sớm bốc xong rồi bạn với bé lên xe chạy vòng ra sau. Ơi có một thằng trên nóc nha, Nói tiếp đi bạn. Cứu mình vậy. Cứu mình xong rồi mình mới nói được. Để mình sớm móc bạn với bé lên xe chạy vòng để mình chạy vào sớm móc bạn móc. Mình đâm thẳng hiểu không? Chơi theo kiểu chơi chiến thuật nhưng mà có một thằng trên nóc nhà đỏ nha, cẩn thận nha. Ok bạn ơi. Mình chắc là đâm mình đâm luôn đi bạn ơi, mình không vãi nồi thật. Chờ mình đi với. Nó vậy bừa phát. Chờ mình đi với. Mình có thằng kia nó nhìn được, mình đi bộ không được rồi. Ok. Đi luôn này. Let's go. Lấy cái giáp nha. Xuống đi. Mình giữ bên này. Từ từ mình yếu máu nhá Lộc ơi. Không sao, thằng khối đúng không? Thằng ok. Trời bị chúng tôi. Hay quá bạn ơi. Thế thấy mình bắn quả thằng thật nóc ngon không? Hợp lý bạn. Nó là phải vậy. Nó phải vậy mọi người ạ. Được của nó. Có xấu nhưng mà anh em tôi làm được các bạn ạ.